Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kỹ năng và một trang sách trong cái quyển sách kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Thì ở với trang sách này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái kỹ năng cho con là không theo người lạ và không nhận quà của người lạ nha. Thì ở đây trong trang sách này thì mình có một số nhân vật giả định như sau. Đây là hình ảnh của người xấu. Đây là hình ảnh của con và đây là hình ảnh của chú công an đại diện cho người tốt. Thì với cái trang sách này thì để làm sao mà chúng ta có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Ở đây hình có hình đằng sau là hình trường học thì các bạn có thể giả định đây là tình huống trong trường học nhé. Khi mà người lạ cho con kẹo hay bánh thì làm thế nào để con có thể phân biệt được đó là người xấu hay người tốt? Thì ở trong trường hợp này thì chúng ta nên dạy con là không nhận bất kỳ đồ vật nào của người lạ cho mà con không biết đấy là ai. Và kể cả ví dụ như đây, hình ảnh của người lạ đưa cho con kẹo thì con nên từ chối. Phụ huynh nên dạy con cách từ chối là con có thể trả lời là ba mẹ không cho phép nhận hoặc là con không ăn đâu. Và sau đó thì con sẽ tìm đến chú công an. Đây, chú công an hay là chú bảo vệ hay là các thầy cô trong trường để nhận sự giúp đỡ để cho người lạ không tiếp tục dụ dỗ con. Rồi trong cái trường hợp xấu nhất mà người lạ cố tình đưa cho con hoặc là bắt con lên xe thì con cần phải hét to lên và quẫy đạp để cho mọi người có thể đến cứu con. Thế vì sao mà chúng ta lại, ví dụ như con có hỏi là vì sao lại không nhận kẹo của người lạ, thì các bạn nên giải thích cho con là để tránh cho con bánh kẹo đó có thuốc mê, khi mà con ngửi vào thì họ sẽ dùng mưu để bắt là kẻ xấu có thể bắt cóc con đó. Như vậy trong trường hợp mà đấy là trong trường hợp là người lạ cho kẹo nhá. Còn với cái trường hợp mà người lạ đưa cho con cái người lạ giả dạng là người thân hoặc giả dạng là hàng xóm hoặc là người quen hay là bạn bè của bố mẹ đến đón con ấy, thì con nên làm như thế nào? Thì trong cái trường hợp này thì cũng gần tương tự với cái trường hợp thứ nhất là con không được tin lời người lạ, kể cả khi mà người lạ đó có thể đọc tên của bố mẹ hoặc là ông bà của con. Thì trong trường hợp này thì con hãy chạy ngay vào trường hoặc tìm đến chú bảo vệ ở chú công an, nhờ họ gọi điện về cho bố mẹ để xác minh xem có đúng là bố mẹ nhờ người đến đón hay không. Đó, vì trong trường hợp này thì chúng ta trẻ còn quá nhỏ để có thể phân biệt được đâu là người ta có ý tốt hay là người ta có ý xấu. Thì cái này thì cần phụ thuộc vào phụ huynh rất là nhiều. Thì phụ huynh có thể hướng dẫn cho con trong cái trường hợp như thế này thì với cái trang sách như thế này thì chúng ta không thể để trẻ tự chơi hay là tự nhìn được, mà quan trọng là bố mẹ cần phải kết hợp các câu chuyện để kể cho con. Và làm thế nào để con phân biệt được người xấu thì bố mẹ có thể chỉ ra những cái gương người xấu trong cuộc sống hoặc là chỉ ra những người xấu trong cái khu xóm mà khu phố mình ở, thì để con có thể dễ hình dung hơn nha. Thì với cái cuốn sách, với cái trang sách như thế này thì hy vọng là sẽ giúp đỡ được cho các bậc phụ huynh trong việc truyền tải thông tin cho con, truyền tải bài học và truyền tải cái kỹ năng sống cho con. Thì chúc các bạn có thể dạy con và giúp con tiếp thu một cách tốt nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái kỹ năng sống tiếp theo.